Cụ thọ xá lợi tử, bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo thế nào? Mà do vì sức phương tiện thiện xảo này nên tuy quán các pháp đều không có tự tánh, hoàn toàn chẳng phải thật có, nhưng nương vào thế tục phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, vì các hữu tình tuyên thuyết các pháp khiến được hiểu biết chân chánh, xa lìa điên đảo. Phật dạy: Này xá lợi tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo thế này, hoàn toàn chẳng thấy có chút thật pháp nào có thể an trụ trong đó, vì do an trụ trong đó mà có chướng ngại, vì do chướng ngại nên có thối lui, vì do thối lui mà tâm yếu đuối, vì tâm yếu đuối nên sanh biếng lười. Này xá lợi tử, vì tất cả pháp hoàn toàn không thật sự có, không có ngã ngã sở, đều lấy vô tánh làm tự tánh, bản tánh vắng lặng, tự tướng vắng lặng, chỉ có tất cả phàm phu ngu si mê lầm điên đảo, chấp trước sắc uẩn, chấp trước thọ tưởng hành thức uẩn, chấp trước nhãn xứ, chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chấp trước sắc xứ, chấp trước thanh hương vị xúc pháp xứ, chấp trước nhãn giới, chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, chấp trước sắc giới, chấp trước thanh hương vị xúc pháp giới, chấp trước nhãn thức giới, chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, chấp trước nhãn xúc, chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, chấp trước các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chấp trước các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chấp trước địa giới, chấp trước thủy hỏa phong không thức giới, chấp trước nhân duyên, chấp trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, chấp trước các pháp tiểu duyên sanh ra, chấp trước vô minh, chấp trước hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ yêu não, chấp trước bố thí ba la mật đa, chấp trước tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chấp trước pháp không nội, chấp trước pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chấp trước bốn niệm trụ, chấp trước bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chấp trước thánh đế khổ, chấp trước thánh đế tập diệt đạo, chấp trước bốn tịnh lự, chấp trước bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chấp trước tám giải thoát, chấp trước tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chấp trước pháp môn đà la ni, chấp trước pháp môn tam ma địa, chấp trước pháp môn giải thoát không, chấp trước pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chấp trước bậc cực hỷ, chấp trước bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chấp trước năm loại mắt, chấp trước sáu phép thần thông, chấp trước mười lực Phật, chấp trước bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chấp trước 32 tướng đại sĩ, chấp trước 80 vẻ đẹp phụ thuộc, chấp trước pháp không quên mất, chấp trước tánh luôn luôn xả, chấp trước trí nhất thiết, chấp trước trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chấp trước quả dự lưu, chấp trước quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác, chấp trước tất cả hạnh đại bồ tát, chấp trước quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chấp trước phàm phu, chấp trước dự lưu, nhất lai bất hoàn a la hán, độc giác đại bồ tát, như lai ứng chánh đẳng giác. Này xá lợi tử, do nhân duyên ấy, các đại Bồ Tát quán tất cả pháp hoàn toàn không thật sự có, không có ngã ngã sở, đều dùng vô tánh làm tự tánh, bản tánh vắng lặng, tự tướng vắng lặng, tu hành bát nhã ba la mật đa, tự tánh như huyễn sư, vì hữu tình thuyết pháp. Đó là với người san tham thì nói bố thí, khiến tu bố thí ba la mật đa, hoặc người phá giới thì nói tịnh giới, khiến tu tịnh giới ba la mật đa, hoặc người sân giận thì nói an nhẫn, khiến tu an nhẫn ba la mật đa, hoặc người giải đãi thì nói tinh tấn, khiến tu tinh tấn ba la mật đa, hoặc người tán loạn thì nói tịnh lự, khiến tu tịnh lự ba la mật đa, hoặc người ngu si thì nói bát nhã, khiến tu bát nhã ba la mật đa. Này xá lợi tử, đại Bồ Tát ấy an lập hữu tình, khiến an trụ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa rồi, lại vì họ tuyên thuyết thánh pháp thù thắng có khả năng thoát khỏi sanh tử, các loại hữu tình nương vào đó mà tu học.
hoặc đắc quả dự lưu, hoặc đắc quả nhất lai, hoặc đắc quả bất hoàn, hoặc đắc quả a la hán, hoặc đắc quả vị độc giác, hoặc vào bậc đại bồ tát, hoặc đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, tại sao chẳng gọi là người có sở đắc? Có nghĩa là các hữu tình thật không có sở hữu, mà khiến an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Lại vì họ tuyên thuyết thánh pháp thủ thắng, có khả năng thoát khỏi sanh tử, hoặc khiến đắc quả dự lưu, hoặc khiến đắc quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác, hoặc khiến vào bậc đại bồ tát, hoặc khiến đắc quả vị giác ngộ cao tột. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, đối với các hữu tình chẳng phải có sở đắc. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì các đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thấy thật có hữu tình nhỏ nào có thể nắm bắt được, chỉ có thế tục giả nói hữu tình. Này Xá Lợi Tử, đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa, an trụ hai đế, vì các hữu tình tuyên thuyết chánh pháp. Hai đế là gì? Đó là thế tục đế và thắng nghĩa đế. Này Xá Lợi Tử, trong hai đế, hữu tình chẳng thể nắm bắt được, sự an lập hữu tình cũng chẳng thể nắm bắt được. Nhưng các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp yếu, các loài hữu tình nghe pháp ấy rồi, ở trong hiện pháp còn chẳng đắc ngã, cũng là sẽ đắc sở cầu là quả chứng. Này Xá Lợi Tử, như thế đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, tuy vì hữu tình tuyên thuyết chánh pháp khiến tu chánh hạnh đắc quả sở chứng, nhưng đối với họ tâm hoàn toàn không có sở đắc. Cụ thọ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại bồ tát này là chân đại bồ tát, tuy đối với các pháp chẳng đắc nhất tánh, chẳng đắc dị tánh, chẳng đắc tổng tánh, chẳng đắc biệt tánh, nhưng mang áo giáp đại công đức như thế. Do mang áo giáp đại công đức như thế nên chẳng hiện cõi dục, chẳng hiện cõi sắc, chẳng hiện cõi vô sắc, chẳng hiện cõi hữu vi, chẳng hiện cõi vô vi. Tuy giáo hóa hữu tình khiến thoát ba cõi, nhưng đối với hữu tình hoàn toàn không có sở đắc. Cũng lại chẳng đắc sự an lập hữu tình, vì sự an lập hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên không buộc không mở. Vì không buộc không mở nên không nhiễm không tịnh. Vì không nhiễm không tịnh nên các thú sai biệt chẳng thể rõ biết. Vì các thú sai biệt chẳng thể rõ biết nên không nghiệp không phiền não. Vì không nghiệp không phiền não nên cũng không có quả dị thục. Đã không có quả dị thục thì làm sao biết được có ngã và hữu tình lưu chuyển các thú hiện ở ba cõi đủ các loại sai biệt. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Xá Lợi Tử, nếu là hữu tình trước có sau không thì Bồ Tát Như Lai có sự sai lầm. Nếu sự sanh tử của các thú trước có sau không thì Bồ Tát Như Lai cũng có sai lầm, trước không sau có, lý cũng như vậy. Vì vậy, này Xá Lợi Tử, Như Lai xuất thế hoặc chẳng xuất thế, pháp tướng thường trụ không bao giờ chuyển đổi, vì tất cả pháp, pháp tánh, pháp giới, pháp định, pháp trụ, chân như thật tế, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, giống như hư không. Trong đó còn không có ngã, không có hữu tình, không có dòng sanh mạng, không có khả năng sanh khởi, không có sự dưỡng dục, không có sự trưởng thành, không có chủ thể luân hồi, không có ý sanh, không có nho đồng, không có khả năng làm việc, không có khả năng khiến người làm việc, không có khả năng tạo nghiệp, không có khả năng khiến người tạo nghiệp, không có khả năng thọ quả báo, không có khả năng khiến người thọ quả báo, không có cái biết, không có cái khiến người biết, không có cái thấy, không có cái khiến người thấy, huống là có sắc, có thọ tưởng hành thức, có nhãn xứ, có nhĩ tỷ thể thân ý xứ, có sắc xứ, có thanh hương vị xúc pháp xứ, có nhãn giới, có nhĩ tỷ thể thân ý giới, có sắc giới, có thanh hương vị xúc pháp giới, có nhãn thức giới, có nhĩ tỷ thể thân ý thức giới, có nhãn xúc, có nhĩ tỷ thể thân ý xúc, có các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, có các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra, có địa giới, có thủy hỏa phong không thức giới, có các duyên khởi,
Có pháp duyên sanh, có các chi duyên khởi, đã không có các pháp sở thuyết như thế, thì làm sao có các thú sanh tử, các thú sanh tử đã chẳng thể nắm bắt được, thì làm sao có thành thục hữu tình khiến họ giải thoát, chỉ nương thế tục, giả nói là có. Này Xá Lợi Tử, các pháp như thế, tự tánh đều không, các đại Bồ Tát, từ Phật quá khứ đã nghe như thật rồi, vì cứu thoát hữu tình điên đảo chấp trước nên phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Khi phát tâm hướng đến chẳng nghĩ thế này, ta đối với pháp này đã đắc sẽ đắc, khiến hữu tình kia đã độ sẽ độ, sự chấp trước các khổ sanh tử. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy vì độ thoát hữu tình điên đảo chấp trước nên mang áo giáp công đức, thệ nguyện rộng lớn, trang nghiêm, dõng mãnh, chánh cần, không có gì luyến tiếc, chẳng từ bỏ quả vị giác ngộ cao tột, đối với Bồ Đề thường chẳng khởi do dự, đó là ta sẽ chứng hay sẽ chẳng chứng, luôn luôn nghĩ thế này, ta chắc chắn sẽ chứng sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột, làm các việc lợi ích chân thật cho các hữu tình, đó là khiến họ giải thoát mê lầm điên đảo, qua lại các thú chịu khổ sanh tử. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy tuy độ thoát hữu tình mê lầm điên đảo sanh tử các thú, nhưng không có sở đắc, chỉ nương vào thế tục nói có việc đó. Này Xá Lợi Tử, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của y dùng thuật đế võng hóa làm vô lượng trăm ngàn ức loài hữu tình, lại hóa đủ loại đồ ăn thức uống thượng diệu cho các hóa hữu tình ấy ăn, đều khiến no đủ, làm việc ấy rồi vui mừng sướng lên, ta đã đạt được phước đức to lớn. Này Xá Lợi Tử, theo ý ông thì sao, nhà ảo thuật ấy hoặc đệ tử của y có thật khiến cho hữu tình được no đủ chăng? Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát cũng giống như thế, từ khi mới phát tâm vì muốn độ thoát các hữu tình nên tu hành Bố Thí Ba La Mật Đa, tu hành Tịnh Giới An Nhẫn, Tinh Tấn Tịnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ pháp không nội, an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, an trụ thánh đế khổ, an trụ thánh đế tập diệt đạo, tu hành bốn tịnh lự, tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành tám giải thoát, tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, tu hành pháp môn Đà La Ni, tu hành pháp môn Tam Ma Địa, tu hành pháp môn giải thoát không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, tu hành bậc cực hỷ, tu hành bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, tu hành năm loại mắt, tu hành sáu phép thần thông, tu hành mười lực Phật, tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, tu hành 32 tướng đại sĩ, tu hành 80 vẻ đẹp phụ thuộc, tu hành pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, viên mãn đạo đại Bồ Đề của đại Bồ Tát, thành thục hữu tình niêm tịnh cõi Phật. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tuy làm việc như thế nhưng đối với hữu tình và tất cả pháp hoàn toàn không có sở đắc. Chẳng nghĩ thế này, ta dùng pháp này điều phục các loại hữu tình như thế. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sao gọi là đạo đại Bồ Đề của đại Bồ Tát mà các đại Bồ Tát tu hành đạo này phương tiện thiện xảo, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật? Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát từ khi mới sơ phát tâm đã tu hành Bố Thí Ba La Mật Đa, đã hành Tịnh Giới An Nhẫn, Tinh Tấn Tịnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, đã hành pháp không nội, đã hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, đã hành bốn niệm trụ,
đã hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, đã hành thánh đế khổ, đã hành thánh đế tập diệt đạo, đã hành bốn tịnh lự, đã hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đã hành tám giải thoát, đã hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, đã hành pháp môn Đà La Ni, đã hành pháp môn Tam Ma Địa, đã hành pháp môn giải thoát không, đã hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, đã hành bậc cực hỷ, đã hành bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, đã hành năm loại mắt, đã hành sáu phép thần thông, đã hành mười lực Phật, đã hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, đã hành pháp không quên mất, đã hành tánh luôn luôn xả, đã hành trí nhất thiết, đã hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, và vô lượng vô biên Phật pháp khác, đều là đạo đại bồ đề của Bồ Tát. Các đại Bồ Tát tu hành đạo này phương tiện thiện xảo, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật mà không có tưởng về hữu tình, cõi Phật, vân vân. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phương tiện thiện xảo, thành thục hữu tình? Phật dạy: Này thiện hiện, có đại Bồ Tát khi tu hành bố thí Ba La Mật Đa phương tiện thiện xảo, tự hành bố thí, cũng khuyên người hành bố thí, ân cần dạy bảo, trao truyền, khuyên gian họ. Các thiện nam tử, chớ chấp trước bố thí. Nếu chấp bố thí thì sẽ lại thọ thân, nếu lại thọ thân thì do đây mà lần lượt sẽ thọ vô lượng khổ lớn mãnh liệt. Này các thiện nam tử, trong thắng nghĩa đế hoàn toàn không có bố thí, cũng không có người bố thí, cũng không có người nhận, cũng không có vật bố thí, cũng không có quả bố thí. Các pháp như thế đều bản tánh không, trong bản tánh không, không có pháp có thể nắm bắt, tánh không của các pháp cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, như vậy các đại Bồ Tát khi tu hành bố thí Ba La Mật Đa, tuy đối với hữu tình tự hành bố thí, cũng khuyên người bố thí, nhưng đối với sự bố thí, người nhận, vật bố thí, kết quả bố thí đều không sở đắc. Bố thí Ba La Mật Đa như thế gọi là vô sở đắc Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát ấy khi đối với các pháp này không có sở đắc phương tiện thiện xảo, có thể giáo hóa hữu tình đắc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả a la hán, hoặc quả vị độc giác, hoặc hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, như vậy các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nương vào pháp bố thí, thành thục hữu tình, khiến được an lạc. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy tự hành bố thí Ba La Mật Đa, cũng khuyên người hành bố thí Ba La Mật Đa sáng suốt xưng dương sự hành pháp bố thí Ba La Mật Đa, hoan hỉ khen ngợi người hành bố thí Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy tu hành đại bố thí Ba La Mật Đa rồi, hoặc sanh trong dòng dõi lớn đồng với sát đế lợi, hoặc sanh trong dòng dõi lớn đồng với Bà La Môn, hoặc sanh trong dòng dõi lớn đồng với Trường Giả, hoặc sanh trong dòng dõi lớn đồng với cư sĩ, hoặc làm tiểu vương ở trong nước nhỏ phú quý tự tại, hoặc làm đại vương ở trong nước lớn phú quý tự tại, hoặc làm chuyển luân vương ở trong bốn châu phú quý tự tại. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy sanh vào những nơi tôn quý như thế, dùng bốn nhiếp sự nhiếp hóa các hữu tình. Những gì là bốn? Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Đại Bồ Tát ấy khi dùng bốn nhiếp sự nhiếp hóa hữu tình, trước hết dạy cho hữu tình an trụ bố thí, từ đó lần lượt khiến an trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, lại khiến an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, lại khiến an trụ bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, lại khiến an trụ Tam Ma Địa không, Tam Ma Địa vô tướng, Tam Ma Địa vô nguyện. Đại Bồ Tát ấy khiến các hữu tình an trụ các thiện pháp như thế rồi, hoặc khiến hướng nhập chánh tánh ly sanh, đắc quả dự lưu, đắc quả nhất lai, đắc quả bất hoàn, đắc quả A-la-hán, hoặc khiến hướng nhập chánh tánh ly sanh lần lượt chứng đắc quả vị độc giác, hoặc khiến hướng nhập chánh tánh ly sanh lần lượt tu học các bậc Bồ Tát mau đạt đến quả vị giác ngộ cao tột, lại bảo với họ: Này các thiện nam tử, nên phát đại nguyện, mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, làm cho các hữu tình lợi ích an lạc,
các loài hữu tình chấp trước các pháp, hoàn toàn không có tự tánh nhưng chỉ vì điên đảo hư vọng phân biệt cho là có. Vì vậy, các ngươi thường nên tinh cần tự đoạn điên đảo, cũng nên dạy người kiến đoạn điên đảo, tự thoát sanh tử, cũng nên dạy người kiến thoát sanh tử, tự đạt lợi ích, cũng nên dạy người kiến đạt lợi ích. Này thiện hiện các đại Bồ Tát, thường nên tu học bố thí ba la mật đa như thế. Do bố thí ba la mật đa này, từ lúc mới phát tâm cho đến cứu cánh, chẳng đọa vào ác thú. Vì muốn làm lợi ích các loài hữu tình, nên phần nhiều sanh vào cõi người làm chuyển luân vương. Vì sao? Vì tùy theo thế tục